Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sẽ gia nhập câu lạc bộ đang thi đấu ở giải hạng nhất là Phù Đổng Ninh Bình sau khi kết thúc đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng của Hoàng Đức với Thể Công Viettel hết hạn vào ngày 11 tháng 1 năm 2025, nhưng đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn. Đội bóng quân đội cũng không giải phóng nửa năm hợp đồng còn lại mà quyết định giữ cầu thủ đến hết thời hạn. Để có được Hoàng Đức trong đội hình, Phù Đổng Ninh Bình được cho là phải bỏ ra một số tiền đền bù rất cao. Trước mùa giải mới, đã có một số đội muốn mượn tiền vệ sinh năm 1998 nhưng bỡ cuộc vì không thể đáp ứng mức phí phá vỡ hợp đồng mà Thể Công Viettel đưa ra. Ở câu lạc bộ mới, Hoàng Đức sẽ tái ngộ một số đồng đội từng khoác áo đội tuyển quốc gia như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Nguyễn Hữu Tuấn, tiền đạo Đinh Thanh Bình. Hoàng Đức có thể thi đấu cho Phù Đổng Ninh Bình từ vòng loại Cúp Quốc gia 2024-2025 khi làm khách trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20 tháng 10. Mùa giải năm nay, Hoàng Đức dù thể trạng tốt nhưng mới được sử dụng trọn vẹn 2 trận trong tổng số 4 trận đã đấu của Thể Công Viettel tại LP Bank V-League 1. Cập bến đội bóng mới, cầu thủ này kỳ vọng được ra sân thi đấu nhiều hơn, qua đó có được phong độ tốt nhất để hướng đến giải vô địch Đông Nam Á Mitsubishi Electric Cup diễn ra vào cuối năm nay cùng đội tuyển quốc gia. Hiện tại, Hoàng Đức đang cùng đội tuyển Việt Nam tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, chuẩn bị cho 2 trận đấu với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định và đội tuyển Ấn Độ. Trong bối cảnh phong độ đang không thực sự cao, Hoàng Đức sẽ cần nỗ lực hơn để cạnh tranh một vị trí chính thức trong hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ở 2 trận đấu này. Cầu thủ nào sẽ thi đấu ở trận đấu với giao hữu với câu lạc bộ Nam Định cũng như là Ấn Độ sắp tới thì hoàn toàn thuộc về quyết định của huấn luyện viên trưởng và ban huấn luyện, nên bản thân em cũng như tất cả cầu thủ đều đang rất là cố gắng và nỗ lực để có thể được thi đấu và cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Với sự góp mặt của Hoàng Đức, giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng năm nay trở nên sôi động. Trước đó, một ngôi sao khác là Công Phượng đã cập bến câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Xuất chính thức lên hạng V-League mùa tới, nhiều khả năng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai đại gia với sự đầu tư mạnh mẽ, đó là Phù Đổng Ninh Bình và Trường Tươi Bình Phước. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp các diễn biến của giải hạng nhất quốc gia trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.